toàn cầu phải cách ly. Riêng Việt Nam vẫn vui như Tết, đại dịch thì cũng lùi đi hết, là nhờ thực lực chẳng cần thắc mắc chi. Dù có nghèo hay là giàu sang, đi ra ngoài đường đều cần ý thức thêm, trên miệng chiếc khẩu trang, cuộc sống yên ổn trở lại, cần nhìn kỹ cố gắng. Xin lời cảm ơn chân thành người chiến sĩ áo vui trắng. Ít nhiều lo năm qua, vui ít nhiều lo. Sẽ còn thêm bao điều kỳ diệu trên đất Việt này. Yeah, yeah.